Nghiệp là gì? Nghiệp là tạo tác. Khởi tâm động niệm tức là tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm là ý nghiệp. Lời nói từ miệng là khẩu nghiệp. Động tác tức là cử động của thân thể là thân nghiệp. Thân, khẩu, ý, tam nghiệp đều đang tạo ác. Tạo ác thì làm chướng ngại lòng thanh tịnh. Nếu lấy đề mục của kinh này mà nói, tức đã làm chướng ngại vô lượng thọ, làm chướng ngại trang nghiêm, làm chướng ngại thanh tịnh, bình đẳng, giác. Suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, miệng đầy những lời không đâu vào đâu, thì nghiệp chướng làm sao có thể tiêu trừ? Trong 2 đến 6 thời, tức nhị lục thời trung, cả ngày từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, trong lòng tưởng nhớ A-di-đà Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, thân lễ bái A-di-đà Phật. Đây gọi là tu hành tam nghiệp. Như vậy mới có thể tiêu nghiệp chướng. Pháp môn niệm Phật đệ nhất thù thắng, tức là trong tâm chỉ nhớ A-di-đà Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, thân lễ bái A-di-đà Phật, tam nghiệp đều ở A-di-đà Phật. Nghiệp chướng tự nhiên không hiện tiền, tội chướng cũng được tiêu trừ. Thiện trong các thiện, thiện nhất không sao qua được một câu 6 chữ hồng danh này. Tâm chúng ta dừng ở đây, khẩu cũng dừng ở đây, thân cũng dừng ở đây. Thân, ngữ, ý, tam nghiệp đều có thể dừng lại ở 6 chữ hồng danh. Nam mô A Di Đà Phật là chí thiện thật sự. Quả báo gặt hái được cũng là chí thiện, tức thiện nhất. Nghiệp chướng làm sao tiêu trừ? Vọng niệm ít đi, Phật hiệu nhiều rồi, không niệm thì Phật hiệu cũng hiện tiền. Đó là nghiệp chướng đã tiêu trừ. Trong tâm thường có Phật hiệu, đó là thiện căn, phước đức hiện tiền. Do đó phải hiểu được nghiệp chướng là gì, cách tiêu trừ ra sao. Từ có niệm khéo léo đi vào vô niệm, đây thật là phương pháp vi diệu. 2. Pháp môn niệm Phật thù thắng ở chỗ không câu nệ hình thức. Ở nhà hay đang làm việc đều có thể niệm Phật. Niệm trong tâm không ra tiếng, bất kể làm việc gì, Phật hiệu cũng có thể không gián đoạn. Nếu lúc làm việc cần suy nghĩ thì tạm thời buông xuống câu Phật hiệu. Sau khi làm xong việc, việc làm bỏ xuống, lại khởi lên câu Phật hiệu. Pháp môn này thật thù thắng và tiện lợi. Bất luận ở hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng được, đều làm cho công phu không bị gián đoạn. Đây là điều mà những pháp môn khác không thể làm được. Ngoài công việc cần dùng trí óc để suy nghĩ, chúng ta đều gác lại để niệm Phật. Chuyên tâm làm việc, xong việc lại niệm Phật ngay. Nếu công việc cần sử dụng thể lực, có thể một mặt niệm Phật, một mặt làm việc, không cản trở nhau. Đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm Phật mọi lúc, mọi nơi. Thực sự niệm cho quên hết phiền não. Đem vô minh niệm bỏ, đây là vật báo. Chúng ta được pháp tạng, tức kho báu về pháp, được kho báu về công đức, tức công đức bảo. Phải tùy thời cơ chuyển thí lại cho người khác. Chứng duyên có những pháp môn khác rất nhiều, còn pháp môn niệm Phật thì ít. Chứng duyên của nó không ở bên ngoài không có lực để làm trở ngại, mà chứng duyên là ở tự mình. Nếu tự mình không làm trở ngại mình, thì người khác sẽ không cản trở được. Ví dụ niệm Phật, có ai ghét ta niệm Phật thì ta niệm ở trong lòng,
không ra tiếng, công phu vẫn không gián đoạn. Đây chính là người ngoài không thể làm trở ngại được. Quan gia đến phá ta, hãm hại ta, chướng ngại ta thì chỉ có thể chướng ngại về hình thể, không thể làm trở ngại nội tâm. Họ đánh ta cũng tốt, chửi rủa ta cũng tốt, trong lòng mình niệm A-di-đà Phật, câu Phật hiệu trong tâm ta không gián đoạn, không xen tạp, không hoài nghi. Công phu của ta không bị gián đoạn. Do đó, quán tánh hồi khổ, nghĩa là những người, sự việc mà ta không yêu thích nhưng phải thường gặp nhau, sống chung với nhau nên rất khổ, cũng không chướng ngại được ta. Người niệm Phật gặp người phỉ báng Phật chỉ nên chắp tay mỉm cười, chứ đừng đi tranh chấp với họ. Họ không hiểu được, còn mình thì biết rõ. Tương lai sau khi họ thọ xong ác báo vẫn sẽ theo chúng ta niệm Phật đi giảng sanh. Đây là tam căn phổ bị lợi độn toàn thu, tức là ý nói khôn ngu đều được thu nhận. 3. Ngày nay chúng ta áp dụng phương pháp chấp trì danh hiệu tiện lợi hơn so với những phương pháp khác. Đi đứng, nằm ngồi, mọi lúc, mọi nơi đều công phu được. Không như những pháp môn khác, có nhiều hạn chế. Người tham thiền phải ngồi ở thiền đường, rời khỏi thiền đường thì công phu đứt đoạn. Trong mật tông có rất nhiều nghi thức, nếu làm không được thì không tương ưng. Do đó phải có thời gian, cần có hoàn cảnh tu học. Tóm lại, không tiện lợi như một câu Phật hiệu này. Hơn nữa, pháp môn khác toàn nhờ vào tự lực. Pháp môn niệm Phật gọi là nhị lực pháp môn, có lực thệ nguyện của Di Đà gia trì. Đây không giống với tu học các pháp môn khác. Công phu niệm Phật ít, nhưng thu hoạch thì bất khả tư nghị. Chúng ta thường nói pháp môn niệm Phật là pháp môn nhị lực. Nhị lực, một là lực tín nguyện trì danh của tự mình, một là Phật lực gia trì. Phật pháp, ngoài pháp môn này ra, bất cứ một pháp môn nào cũng đều phải nhờ vào đoạn hoặc kiến chân, tức là đoạn mê hoặc, thấy cái chân thật của chính mình. Không có cách nhờ giả tha lực, duy chỉ có pháp môn niệm Phật có sự trợ giúp của tha lực. Đó là lúc giảng sanh, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, thấy được Phật là được Phật lực gia trì. 4. Bí quyết của niệm Phật là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, không xen tạp bất cứ vọng tưởng nào. Trong Tây Phương Sát Chỉ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã nói với chúng ta, cả chúng ta tụng kinh, trì chú, lạy sám hối, làm pháp hội đều là xen tạp. Những thứ như vậy còn không được, huống chi thứ khác. Niệm Phật như vậy mới gọi là nhất tâm. Muốn được thành tựu thật sự thì phải hết lòng lão thật, tức là thật thà chân thật niệm Phật. Chân thật là từ nay về sau không tu pháp môn khác. Nếu còn đi bái sơn, tức là lên núi để lạy Phật, còn phải lạy Lương Hoàng Sám thì là không lão thật. Lại đi niệm Kinh Kim Cang, niệm Kinh Pháp Hoa cũng không lão thật. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói trong Tây Phương Sát Chỉ, người niệm Phật kỵ nhất là xen tạp. Xen tạp là gì? Đọc những kinh ngoài Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ thì đều là xen tạp. Trì chú cũng là xen tạp. Tâm tạp nói chuyện phiếm thì càng khỏi phải nói. Còn muốn một số cảm ứng thần thông đều là xen tạp. Cả làm pháp hội cũng là xen tạp. Vì sao vậy? Tâm không chuyên, Phật hiệu đã bị gián đoạn. Niệm câu Phật hiệu này, càng niệm càng thanh tịnh, trong lòng càng thanh tịnh, tức không có nghiệp chướng. Quý vị niệm Phật có công đức, khi niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền,
Nếu tâm thanh tịnh niệm Phật không thể hiện tiền, quý vị có niệm nhiều hơn nữa thì vẫn không có công đức. Công là công phu niệm Phật, đức là được tâm thanh tịnh. Quán Thế Âm Bồ Tát dạy phản văn, văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Dùng phương pháp này niệm Phật được nhất tâm nhanh, công phu sẽ đắc lực. Thế nào là phản văn, văn tự tánh? Đó là đô nhiếp luật căn, do Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói. Mắt chúng ta nhìn ra ngoài, bây giờ chúng ta phải nhìn vào trong. Tai nghe ngoài, nay phải lắng nghe bên trong. Bên trong là tự tánh, hồi đầu nghe tự tánh, hồi đầu thấy tự tánh, lục căn đều quay trở lại. Đây là minh tâm kiến tánh. 6. Nhân duyên niệm Phật bất khả tư nghị. Công đức của danh hiệu A-di-đà Phật bất khả tư nghị. Nếu nhân duyên niệm Phật, công đức danh hiệu được hoằng dương khắp thế gian này, thì dù thế giới có tai nạn lớn cỡ nào cũng có thể hóa giải. Nhân duyên nói ở đây là hội đủ tín, nguyện, hạnh. Tin sâu thật sự, phát nguyện khẩn thiết, cố gắng niệm Phật. Câu Phật hiệu này tuyệt đối không rời khỏi cửa miệng. Người xưa nói, châu bất ly thủ, Phật bất ly khẩu. Nghĩa là, tức tay không rời hạt chuỗi, miệng không rời câu Phật hiệu, tâm khẩu tương ưng. Đây mới là thật sự niệm Phật. Giống như cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một ngày niệm 160.000 tiếng Phật hiệu, tức là biểu diễn đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Nghĩa là nhiếp trọn lục căn, tịnh niệm liên tục. Dạy chúng ta, Phật bất ly khẩu, châu bất ly thủ. Đi, đứng, nằm, ngồi, trong tâm phải có Phật, quyết không rời khỏi Phật. Ban đêm khi ngủ nằm mộng, vẫn mơ thấy cùng Phật chung một chỗ, như vậy mới tương ưng. Phải yêu thích A-di-đà Phật đến cực điểm, đêm đêm mơ thấy Ngài, như thế mới được. 7. Có người hỏi tôi, làm sao để thu nhiếp lục căn? Trong lòng quý vị chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra, tất cả đều không có, tức thu nhiếp lục căn. Bồ Tát Đại Thế Chí giảng tịnh niệm tương kế. Tất cả công phu của tu hành chỉ một câu tịnh niệm tương kế này. Tịnh hoài nghi thì bất tịnh, xen tạp cũng bất tịnh. Tương kế là không gián đoạn, một câu tiếp nối một câu thì thành công rồi. Pháp môn này thật đơn giản, dễ dàng, người người đều có thể tu, mọi người đều cần phải tu. Chỉ e tự mình không chịu làm thì không có cách mà thôi. Có một phương pháp thật sự làm tất cả tập nghiệp đều dừng lại, tịnh niệm tương kế. Câu Phật hiệu này tiếp nối từng câu, tuyệt đối không để một vọng niệm xen tạp vào, thì thân, khẩu, ý tam nghiệp của quý vị tất được thanh tịnh. Máy niệm Phật hiện nay làm tăng thượng duyên cao nhất cho chúng ta niệm Phật là chân thiện tri thức. Máy niệm Phật là bạn hiền, là thiện tri thức thật sự, có chúng trợ giúp chúng ta, quá tốt. Vì sao? Nó không xen tạp, không nói thị phi, chỉ dạy chúng ta niệm Phật. Niệm theo từng câu một, cũng là y theo chúng, dựa vào chúng, tức là y chúng, kháo chúng. Đây thực sự đáng tin cậy. Niệm niệm đừng quên A-di-đà Phật. Trong lòng không nhớ nhung gì cả, chỉ nhớ duy nhất A-di-đà Phật. Vậy là đúng rồi. Khi niệm A-di-đà Phật, lại tưởng nhớ việc khác. Lúc lâm chung, nếu quên A-di-đà Phật,
đi nhớ cái khác, đi nhớ người thân quyến thuộc, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới lại bị lỡ dịp. Do đó, công phu cần thường ngày không gián đoạn mới có thể đắc lực, đến lúc lâm chung mới sử dụng được hiệu quả. Trong lòng nhớ nhung A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không nhớ. Người như vậy mới có trí tuệ, thật sự tưởng nhớ A-di-đà Phật. Quý vị sẽ được tất cả những gì tưởng nhớ trong tâm thật sự có được. Quý vị quên đi A-di-đà Phật, bất cứ quý vị nhớ tưởng người nào, việc gì, sau cùng cũng đều là không. Phật hiệu từng câu nối tiếp nhau, khoảng giữa sẽ không có vọng tưởng, cũng không có chấp trước. Có chấp trước thì chấp trước A-di-đà Phật, không chấp trước cái khác. Câu Phật hiệu sau khi niệm thuần thục, niệm di vô niệm, vô niệm di niệm, nghĩa là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, thì được rồi. Phật tri, Phật kiến, tức hiện tiền. Cách này tốt đấy. Nếu quý vị không có trí tuệ, chỉ cần nắm bắt một câu Phật hiệu, nắm bắt một bộ kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh mỗi ngày, ngày ngày niệm A-di-đà Phật, quý vị nhất định sẽ được trí tuệ quảng đại thâm như hải, nghĩa là trí tuệ sâu rộng như biển cả. 8. Chỉ cần lão thật, tức chân thật thành thật, niệm suốt câu Phật hiệu này, công phu tự nhiên thành phiến, tự nhiên nhất tâm bất loạn, tự nhiên tâm khai ý giải. Đây là niệm đạo chi tự nhiên, nghĩa là con đường tự nhiên của niệm Phật, không có tơ hào miễn cưỡng. Người xưa nói, lão thật niệm, cứ lão thật niệm là được rồi, tức là học trò tốt của Phật. Đêm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều quên hết, niệm đến tâm thanh tịnh, niệm đến khai mở trí tuệ, niệm đến tâm được thanh tịnh, trí tuệ tự nhiên sẽ hiện tiền. Chúng ta muốn thật sự lý giải Như Lai chân thật nghĩa, không có cái khác, lòng thành niệm Phật, niệm đến tâm địa thanh tịnh, thì tự nhiên lý giải được rồi. Người xưa nói một bí quyết, sanh xứ chuyển thuộc, thuộc xứ chuyển sanh, tức là tức chuyển lạ thành quen, chuyển quen thành lạ. Niệm Phật rất xa lạ, vọng tưởng rất quen thuộc. Bây giờ tổ sư dạy chúng ta một phương pháp, đem vọng tưởng tập khí biến thành xa lạ, niệm Phật rất xa lạ thì tìm cách biến thành quen thuộc. Quý vị muốn tìm cách chuyển thành quen thuộc thì hàng ngày đều phải niệm, khẩn trương niệm, không ngừng niệm, đem câu Phật hiệu này đọc thuộc. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Tám chữ này là chú giải của lão thật niệm Phật. Lão thật là gì? Có thể làm được lục căn nhiếp trọn, tịnh niệm tương tục. Đó là lão thật. Một ngày từ sáng đến tối, trong lòng ngoài một câu A-di-đà Phật ra, quyết không có một vọng tưởng. Đó là kính ư Phật giả, tức là người tôn kính Phật. Còn vọng tưởng thì đâu còn ý nghĩa tôn kính. Kính Phật quyết định là y giáo phụng hành. Thực sự làm được tịnh niệm tương kế mới là lão thật. Trong tâm của quý vị khởi vọng tưởng không chân thật, có hoài nghi, không lão thật, niệm Phật gián đoạn, không chân thật. Cần làm rõ định nghĩa của từ lão thật, tức là thật thà chân thật. Hiện nay, có rất nhiều người đi đại lục, tức lục địa Trung Quốc, triều bái tứ đại danh sơn, nghĩa là bốn ngọn núi lớn nổi tiếng. Nói thật, không những không thấy một vị Phật nào,
cả một Tu Đà Hoàn của tiểu thừa cũng không gặp. Xem nhiều, phiền não sẽ nhiều, chi bằng ở nhà lão thật niệm Phật. Sau khi giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, thì mới đi du lịch. Đợi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, hãy đi du lịch tham quan. Bây giờ một lòng, một dạ, tu Tây Phương Tịnh Độ. Vậy là đúng rồi.